mọi chuyện đã sẵn sàng để tìm ra phương án tốt nhất với sự hỗ trợ của Kim Tú Kiệt. Ủa chứ em không có hỗ trợ bạn Hiếu đem xe về nhà hả anh? Ủa người ta đâu có chọn mình Khánh. À là mình nên phá đúng không anh? Nếu thích. Mình có tư cách của nghệ sĩ mà đừng có nên làm trò đó. Nhưng mà anh Giang kêu. Trời thôi. Hai đứa sao kia lại nhau vậy? Nếu như số phát sóng đầu tiên của chương trình mà có người trúng giải là một chiếc xe hơi là một điều cũng rất đặc biệt. Khẳng định luôn anh, khẳng định chương trình mình rất là uy tín. Không, uy tín của tụi anh không cần khẳng định nữa. Nếu không có uy tín thì làm sao có chương trình này? Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Biết chương trình gì kỳ vậy? Em cũng không muốn nói gì thêm về Kim Tú Kiệt. Cậu bé chăn cù nè. Tại nhớ cái chuyện nè, một cái chuyện ngụ ngôn của nước ngoài. Vậy là chuyện ngụ ngôn là chuyện nước ngoài, còn chuyện của Việt Nam thì không phải là chuyện ngụ ngôn. Đâu đâu đâu, Việt Nam cũng có ngụ ngôn chứ, nghĩa là chuyện của Việt Nam là chuyện của riêng ai. Việt Nam của mình cũng có chuyện ngụ ngôn nhưng mà tại vì Vinh không có nhớ hết được, đúng không? Đâu biết. Không có biết. Không có biết à. Tại vì một người mà businessman là chắc chắn là sẽ có kiến thức sâu rộng. Còn không được cái mặt. Dạ đúng rồi. Cái câu này mà sai, cộng đồng mạng sẽ ném đá rồi. Chỉ trích. Thậm chí là miệt thị. Miệt thị, miệt thị. Anh đọc cái tên, anh phân tích thử cái tên. Ừ. Nó có một cái hàm ý gì đó. Nếu như mà anh thả gì đó anh là như là vụ lợi đúng không? Thả mồi bắt bóng. Em chỉ biết thả mồi bắt cá thôi chứ không có biết thả mồi bắt bóng. Đúng không? Dạ thì mình thả con mồi ra mình bắt lại con cá hay là cái gì đó thì em... Đâu thể nào thả con mồi bắt con bóng được. Đúng rồi anh, sao mà bắt được đúng không anh? Chúng ta hay nói chuyện với nhau á. Ê Khánh ơi, ngày mai sao trời, ngày mai ta sẽ là một nàng công chúa. Như Tú Kiệt nói, trời coi chuyện của Tích riết là chuyện không có thật. Dạ đúng rồi. Duy Khánh chua chua thì làm sao là một công chúa được. Cô mang cái yếu tố hoang đường và nó gọi là kỳ ảo. Hư cấu. Chỉ là công chúa trong một cái kịch bản nào đó thôi. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Hay là Bạch Mã Hoàng Tử. Chứ em có hóa thân vào vai Thạch Xanh rồi. Ủa em đóng vai Thạch Xanh rồi hả? Dạ. Lúc đó ai đóng Lý Thông? Chắc chắn không phải là em. Anh Tiến Luật đóng vai Lý Thông. Ủa? Tiến Luật có đóng vai con chim mới đúng chứ. Anh biết mẹ của anh Lý Thông với lại Thạch Xanh là ai không? Chị Sam. Đóng vai mẹ của dạ. Tiến Luật hả? Dạ. Mẹ của Tiến Luật và em. Sao có cái nòi giống di truyền gì kỳ ra? Mẹ như vậy mà đẻ ra đứa con bị vậy? Vô lý. Chị có thích không? Đổ thích. Không có thật. Hà Nội có đường 30/4. Vậy là không có ở Sài Gòn đúng không anh? Đúng vậy. Trời thấy không? Tại vì có công viên 30/4. Có công viên 30/4, có bệnh viện 30/4 là chỗ mẹ em làm. Là em chỉ biết vậy thôi nhưng mà. Ủa? Mẹ... bệnh viện 30/4 nằm đâu? Em không nhớ nhưng mà chắc chắn mẹ làm đâu không nhớ luôn. Ôi xin lỗi nha. Mẹ làm sao không nhớ? Không, tại vì mẹ em làm lúc em chưa được ra đời. Nhưng mà em chắc chắn là mẹ đã từng chở em đi ngang qua cái bệnh viện đó. Mẹ nói là ngày xưa là mẹ đã từng làm ở bệnh viện 30/4 rồi. Nhưng em hỏi là ủa tại sao gọi là bệnh viện 30/4? Tại vì nó nằm trên đường 30/4 phải không? Mẹ nói không phải. Em nhớ cái mô mình đó. Em biết được tổng tỏa không? Ngay quận 3 Nam Kỳ khởi nghĩa quẹo phải, đâm thẳng nữa là đường Trần Quốc Thảo. Là dạ. Quán cơm của anh. Ngay quán cơm của anh. Quán cơm tên gì và địa chỉ số bao nhiêu anh hả? 27 đường Trần Quốc Thảo. Các bạn nghe rõ rồi đó. Đưa em về nhà lúc 21 giờ từ ngày 25 tháng 10 trên kênh Vi Giải Trí.